Đây các bạn, mò được tầm này đấy nhá. Nãy mò rất là đỉnh luôn, mở nước táo luôn. Kia kìa Nam ơi, kia kìa. Đó đó, ngay trước mặt kìa. Trước mặt kìa, chỗ kia kìa. À, cái cá nhỏ luôn nhỉ. Đi xuống như này đi. Ôi dồi, tép vào nhiều. Ôi đây các bạn, đây à, tép đây các bạn, thấy không? Có nhiều tép luôn. Ôi cá nhỏ này, cá trắng này, đó, thấy không? Ôi dồi, cá trắng nhỏ nữa. Tí lấy cái vợt về lấy cá lấy tép. Giờ đang tháo nha các bạn ơi, tháo đã ao nha. Có chứ không ở đâu. Này bắt phê rồi đấy. Wow. Thấy không? Thấy không? Kìa 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 kìa. Kìa kìa to kìa, con to kìa. Kìa 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 kìa. Thôi, thôi. Ui cha. Đây đây đây. Đây các bạn thấy không? Đây. Kìa kìa. Kìa kìa. Đây 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 đây. Ôi xong. Con. Này giơ lên nào. À, còn con gì dưới chân nữa? Con cá. Đâu rồi ta? Ơ. Này nhá. Nó chọc nó nào, nó chạy. Ô. Ôi, con nó gì to quá. Ô. Rồi đấy. Wow. Úi dồi, tép à? Tí nữa im im để lấy tép luôn nhá. Nhiều tép lắm các bạn. Nè, đi cả chép nữa. Tao đưa cho lên nào. Rồi. Con đồ phi đâu ta? Giờ mình đang nhặt tép luôn đây. Tép nhiều lắm các bạn. Là cá nhỏ nữa. Đây các bạn thấy không? Thấy cái đầu đó kia kìa. Đó, đầu kia kìa. Đâu ấy? Ê kìa kìa kìa, bắt đầu chỗ kia, bắt đầu chỗ kia. Ngay chỗ cây á. Ôi kìa kìa. Đấy. Đâu ấy? Đây các bạn thấy không? Ôi ạ, ôi ạ. Kìa, thấy đâu không? Yes, yes, yes. Cái này ngay cho này này. Ngay cho này này. Kìa. Im chứ, im. Rồi, xong. Được chưa? Hả? Ui. Ôi, còn cá nhỏ cái đây kìa, các bạn. Ui, ui ui to chưa? Một xô cá chép. Ui đi lấy cái xô nào. Wow, đây các bạn thấy không? Sản phẩm của ba chú cháu đây. Các bạn thấy không? Quá nhiều luôn nhá. Giờ mình đi lấy cái vợt về lấy bắt tép đó nhá các bạn. Thì nữa mình sẽ quay cho bạn thêm tiếp theo nhá. Mình sẽ quay tiếp mà bây giờ mình phải chạy lên trên lán đấy ạ. Ờ vậy nha, mình đã kết thúc rồi nha các bạn, và bắt được cả đống này, vừa được cả ốc này, chai này, rồi cá này, đây con cá nhỏ này với tép này, đây các bạn nhiều không? Đó, có nhiều luôn nha. Đây còn cá này, cá chép này, cá trôi này, rồi cá rô phi luôn nha các bạn, chỉ còn vài con cá nhỏ nữa đây. Ờ vậy là video mình kết thúc tại đây nhá, hẹn gặp lại các bạn video sau nhá. Chào các bạn nhá.
mà thấy video của mình ấy, thấy hay thì các bạn có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ nhá. Chào các bạn nhá.